Anh, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới á. Em sẽ làm một thử thách chấm điểm những món quà mà chồng đã tặng trong 2 tháng qua. Đầu tiên là chiếc máy massage này nè. Công nhận là massage cũng đã thật đó. Em bị đau vai, dùng một xíu là hết liền. Nhưng mà nhiều khi lười á, cũng chẳng đụng vô. Thôi, 7 trên 10 điểm nhá. Ủa, lúc không đây là lỗi của anh hay lỗi của... Lỗi của anh chứ của ai. Đây nữa này. Không hiểu sao mà lại đi chọn cái màu son hồng cánh sen như này chứ. Đây là màu của con gái ghét nhất trên đời luôn á. Nhưng mà rõ ràng em nói với anh là... Thôi thôi đi, không phân biệt được màu sắc. Từ 10 điểm. À, có một món quà ấy mà anh được 10 điểm luôn á. Có luôn hả? Có. Món quà gì vậy? Nè, tổ yến trưng sẵn, vị trái cây nhiệt đới yến Việt. Em á, chỉ thích những cái món quà mà bổ dưỡng như thế này thôi. Vừa tăng cường sức khỏe này, lại bổ sung vitamin và chất xơ nữa chứ. Hơn nữa, đây là vị trái cây nhiệt đới vừa mới ra của Yến Việt á. À, vậy là em biết rồi nha. Mỗi lần dịp lễ Tết tới là em biết tặng cho em món quà gì. Mà không, anh tặng cho em mỗi ngày luôn. Còn một món quà nữa mà anh được 10 điểm luôn á. Hả? À, hai đứa nhỏ.